Xin chào các bạn đã đến với kênh Hưu Châu Vườn Ốc. Xin mời các bạn xem tôi đắp cái hòn non bộ mini cực đẹp đấy, tháp này. Các bạn vừa đắp cái hòn non bộ này thì vừa nghiên cứu xem là đắp như thế nào. Đây giờ tôi đắp một cái này để làm cái trồng cái cây, ví dụ như cây sen đá nhỏ nhỏ ở đây. Đây cũng một chỗ trồng cây. Đây giờ tôi làm một cái cột gạch cao tầm đến đây để mình làm cái kim tự tháp trên này. Còn những chỗ này đang trang trí xem này, đây một số hòn bi đấy đây. Kia đang kho nồi cá nhưng mà nó ướt, bếp ướt nhưng mà nó sôi rồi đấy, các cái con bể cá kia. Mình làm cái cốt sắt như thế này. Thì bây giờ cái này mình phải buộc vào đây. Đó. Bây giờ mình cho vào đấy ra. Đấy, ý tưởng là sẽ thế này. Bây giờ bây giờ mình xây cái bên này lên để mình các bạn thì tôi đã đắp một cái hòn đá này này đây, cái hòn đá gì rất là đẹp. Thì bây giờ tôi đắp ba cái lên trên đây nữa. Đây thì để một cái viên đá đấy. Bây giờ tôi sẽ gắn cái này vào theo chiều thế này. Đấy các bạn đắp thế mà nó đang giữ cho nó phải khô nó mới đứng. Đấy các bạn, thôi thì mình cây nhà lá vườn, cây nhà lá bờ ao để mình cứ làm. Các bạn bây giờ cắt những cái gạch vuông vuông để lắp vào cái
Mình làm gần như cái kim tự tháp ấy, cái hình chóp này ở trên cái trụ kia đấy, trụ này. Tầm cỡ nó phải thế. Ê, các bạn ơi, bây giờ giai đoạn là nắp cái mình cái làm cái tháp này cứ gọi gần như cái kim tự tháp đi. Đấy, tôi xếp cơ bản này. Bây giờ mình cho xi vào đây. À, hai cái cây sắt này tôi bấm bớt một cây rồi. Anh làm anh chẳng nghĩ gì bao giờ đấy. Đấy. Thợ đang hì hục gắn kim tự tháp này để dính vào nhau. Sao ra xem cái hòn non bộ này lại còn đấy, cách gắn. Đấy các bạn, tôi gắn cơ Nam thôi mình. Tháp này. Video về hòn non bộ mini làm trong bể nuôi ba ba cảnh thì tôi làm đến đây đã kết thúc. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.